Hello, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về kênh YouTube của bên em Huyền Radio trong video ngày hôm nay nhé. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ giới thiệu cho toàn thể các bác đó là ba cặp loa bát, đó là mẫu bát H30, bát leo và mẫu bát 40 cũng là bát leo và mẫu bát súp G15 68. Đây là một trong những dòng sản phẩm khá là ấn tượng trong cái video ngày hôm nay. Và đầu video thì rất mong sự ủng hộ của anh em đi qua, vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng bên em một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ ấn đăng ký kênh, ủng hộ kênh của bên em và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cửa hàng bên em nhá. Rồi, trước mặt các bác đây thì bác cũng đã quan sát thấy đây là một cái mẫu bát, mã của nó là G1568. Và với cái mẫu này thì bên cửa hàng bên em đang chào bán với cái giá là 2 triệu, xứng đáng đồng tiền bác ca học để anh em bỏ ra và với cái số tiền rất là nhỏ nhoi. Không ạ, nếu mà bác nào mà xem video của bên em ý, các bác mua một chiếc em cũng bán và mua một cặp cũng bán đó. Thì nếu mà anh em nào mà mua một chiếc thì giá của nó là 1,2 triệu, còn nếu các bác nào mua một cặp là giá của nó 2 triệu. Anh em cũng phải thông cảm, bởi vì là nếu mà các bác mua một chiếc thì còn một chiếc còn lại em bán rất là khó, cho nên là các bác hoan hỉ nhá. Rồi, bây giờ em sẽ cùng các bác đi giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm bát này. Bát này của nó là bát từ đen, đít từ đen, từ 20, từ 19 các bác nhá. Đấy, từ 19 côn 76. Các bác về các bác dòng súp này thì các bác có thể làm súp điện của bát 40 nhá các bác nhá. Nếu mà các bác nào mà có mạch mạch của súp điện 40 thì các bác chơi dòng sản phẩm này rất là hợp lý. À, các bác có thể quan sát thấy đây là một chiếc bát rất là đẹp. À, con này thì có nó cho chúng ta là gân vải tẩm dầu ốp pha lồi và gân xếp đôi. Đấy, gân xếp đôi côn 76 rất là đẹp nha các bác nhá. Giá 2 triệu một cặp này, bác nào mua gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em nhá. Rồi bỏ qua mẫu bát này đi. Thì các bác sẽ trở về với một dòng sản phẩm đó là bát leo. Ở đây là bát leo, bát leo mâm. Bát leo từ trắng các bác nhá. Đây là bát leo từ trắng. Đó. Bát này của nó có mã là 15Q2B. 15Q2B nhá anh em nhá. Bởi vì là bên cả bên em bán rất nhiều các mặt hàng bát neo. Đấy, cho nên anh em chơi sản phẩm thì các bác nhớ mã hộ em chút. Để em sẽ quay gần vào cái mã đây cho toàn thể các bác xem nhá. Bát neo từ trắng, đúng không ạ? 15Q2B. Đấy, giá của nó là 2.600.000 một cặp. Giá 2.600.000 một cặp rất là đẹp. Đấy. Các bác nhìn. Xương bát thì xương hình hoa các bác nhá. Xương bát thì xương hình hoa. Các bác có thể quan sát thấy và em sẽ xoay cho toàn thể các bác cùng xem đó. Rất là chất lượng và khá là ấn tượng với dòng sản phẩm bát này. Đấy, và các bác có thể quan sát thấy về bên phía mặt nó cũng là gân vải tẩm dầu ốp pha lồi. Đấy, rất là chất lượng luôn nếu mà các bác là sử dụng sản phẩm này. Riêng bát này thì cho chúng ta đó là một cái chất âm lời giải chung ra rất là hay. Có nhá, chất âm lời giải chung ra rất là hay. Đấy. 2.600.000 các bác chốt cặp loa bát neo từ trắng, gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em Huyền Đô để sở hữu và em sẽ quay thử cho toàn thể các bác xem một vòng để anh em có thể chơi và tham khảo. Rất là đẹp. Đấy, bát leo từ trắng anh em nhá. Bát leo từ trắng này. Đấy. Với dòng bát này thì các bác có thể chơi loa kẹo kéo hay là anh em có thể về sát thùng để các bác chơi, rất là chất lượng luôn. Anh em đi qua thì ấn hoan hỉ, ấn chân xin một like nhá, muốn theo dõi kênh của em lâu dài. Và tiếp tục đây, đó là sản phẩm của bát leo 30 từ trắng, mã của con này là 1208 các bác nhá, 1208, và em sẽ quay lại gần để cho anh em chụp lại cái mã. Và các bác nào mua hàng của cửa hàng bên em thì các bác hãy chụp lại cái mã, bởi vì là bát 30 leo này bên cửa hàng bên em cũng bán rất là nhiều. Các bác chơi thì có thể gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em nhé. Bát leo từ trắng này. Và các bác có thể quan sát thấy đây. Cũng là gân xếp đôi. Gân xếp đôi, gân vải tẩm dầu ốp pha lồi. Rất là đẹp luôn. Nếu mà anh em là chơi xong sản phẩm này thì khá là tuyệt vời và quá là chất lượng luôn. Đấy. Chốt mã bát neo 30 1208B, giá của nó là 2.500.000 một cặp các bác nhá. Giá 2.500.000 một cặp. Đấy, các bác có thể quan sát thấy đó ạ.
Rồi tiếp theo nữa đó là một cặp tép 750. Đây là cặp tép Martin, đó không ạ? Đít nhôm các bác nhá. Martin đít nhôm. Cặp này bên cả bên em đang bán với giá là 1.350.000. Và tất cả các sản phẩm của cửa hàng bên em thì bán hàng cho anh em thì bên cửa hàng bên em sẽ không bao ship anh em nhá. Các bác đi qua ấn cho em xin một lượt like nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.